điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Loan. Đài Loan nằm ở phía đông của Trung Quốc, tuy là hòn đảo nhỏ nhưng lại được thiên nhiên ưu đãi, mang sang mình một vẻ đẹp hiếm có, phong cảnh hữu tình, quanh năm được thảm cỏ thực vật xanh tươi bao trùm. Không chỉ thế, các bạn sẽ ngạc nhiên khi ra đường phố trông thấy cảnh sát nhưng vẫn an ninh, trật tự. Đặc biệt hơn, người dân xứ đảo nơi đây luôn tôn sùng những giá trị văn hóa truyền thống cùng với những giá trị tâm linh. Nếu mệt mỏi sau những tháng ngày mưu sinh, thì nơi đây chính là nơi để các bạn thư giãn, thoải mái lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc. Sau đây, xin giới thiệu đến các bạn những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Loan mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đài Loan. Đầu tiên là Đài Bắc. Là thủ đô của Đài Loan, Đài Bắc là trung tâm hành chính lớn nhất với 12 quận huyện. Đây là nơi tập trung khá nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia Đài Bắc, Đại học Giáo dục Quốc gia Đài Bắc, Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đại học Tam Cang. Ngoài ra Đài Bắc còn phát triển các điểm du lịch, nhà hàng, các món ăn ẩm thực, bảo tàng, trung tâm mua sắm và các khu vui chơi giải trí. Đặc biệt, chợ đêm Đài Bắc được coi trọng như là một nét đẹp sinh hoạt văn hóa nổi tiếng nhất của Đài Bắc. Thứ hai, suối nước nóng Chi Bản. Suối nước nóng Chi Bản còn được gọi là Đài Đông đệ nhất cảnh, nằm cách thành phố Đài Đông 17 km về phía tây nam. Đây là một trong những con suối nước nóng nổi tiếng nhất ở Đài Loan, với nguồn nước trong veo, không mùi. Đặc biệt, độ nóng của suối Chi Bản có thể nóng tới 100 độ C. Nước suối có thể uống và tắm rất tốt cho sức khỏe. Gần nơi đây có một khách sạn, du khách có thể đến đây nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày áp lực của cuộc sống nơi thành thị. Thứ ba là vườn quốc gia Taroko. Là một trong những điểm du lịch quyến rũ nhất của xứ Đài, nằm trải dài ở thành phố Đài Trung, Nam Đầu và Hoa Liên. Nơi đây luôn cuốn hút du khách bởi những cảnh sắc tuyệt đẹp, kết hợp với những hẻm núi hùng vĩ, những khu rừng xanh mát, những dòng sông nham thạch đầy ma mị, nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã quý hiếm, cùng với những thác nước đầy lấp lánh trong sắc vàng của ánh mặt trời chiếu rọi, đã tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình, khiến cho du khách say mê khi đến đây tham quan. Ngoài ra, Taroko còn có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn du khách như vách núi Thanh Thủy, cầu Tử Mẫu, cửa Yến Tử, đền Trường Xuân, động Cửu Khúc. Đây đúng là nơi tuyệt vời giúp cho du khách khi du lịch nơi đây. Thứ tư là Hồ Nhật Nguyệt, còn được gọi là Nhật Nguyệt Đàm, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Đài Trung. Hồ Nhật Nguyệt được ví như là chốn bồng lai tiên cảnh, với vẻ đẹp vô cùng huyền bí, đầy ma mị làm cho du khách khó cưỡng lại được. Đến nay vào mùa xuân và mùa thu là đẹp nhất. Mùa xuân, cả mặt hồ và lối đi đều bao phủ bởi những cánh hoa trắng hồng của hoa anh đào. Mùa thu, ta có thể ngắm cảnh trăng treo lơ lửng. Đó chính là những cây lá đỏ quanh hồ với màu sắc đỏ vàng rực rỡ đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra, du khách có thể đi quanh hồ để tham quan các điểm hấp dẫn khác như miếu văn võ thờ Quan Công và Đức Khổng Tử. Hồ Nhật Nguyệt là tinh hoa giữa mặt trăng và mặt trời, là nơi luôn chiếm được nhiều tình cảm yêu mến của khách du lịch. Thứ năm là chợ đêm. Khi đặt chân đến xứ Đài, các bạn không thể bỏ lỡ khu chợ đêm nơi đây. Chợ đêm Đài Loan không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa về đêm, mà còn là một thiên đường ẩm thực đường phố. Du khách có thể tham quan, mua sắm thả gà ở Đài Loan. Mỗi khu chợ đêm đều có những món đặc sản riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Chợ Phụng Giáp là khu chợ lớn nhất Đài Trung, nổi tiếng với các món ăn vặt như là gà chiên, canh thịt, khoai lang viên. Còn một số chợ đêm nổi tiếng như là chợ Tây Môn Đinh, chợ Sĩ Lâm, Đài Bắc, chợ Lục Hợp, Cao Hùng. Và thời gian của các khu chợ bắt đầu mở từ lúc 5 giờ chiều đến khoảng 1-2 giờ sáng. Đây chính là điểm du lịch thú vị khi đến với xứ Đài. Thứ 6 là Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc. Là một trong những bảo tàng rộng lớn hàng đầu châu Á, bên trong bảo tàng trưng bày nhiều đồ cổ quý hiếm, tận mắt thấy được những viên dạ minh châu, chiêm ngưỡng những bức họa, chân dung quý giá của các vua chúa thời xưa, nằm giữa rừng núi cao đại ngàn, lại càng tôn lên vẻ đẹp độc đáo của bảo tàng. Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc chính là điểm du lịch tuyệt vời mà du khách không thể bỏ qua khi đến với xứ Đài. Thứ 7 là làng cổ Cửu Phần. Là một ngôi làng cổ kính nhỏ nằm ở phía bắc Đài Loan. Cửu Phần là điểm dừng chân độc đáo, hấp dẫn những du khách du lịch Đài Loan, được thiết kế đậm chất Trung Hoa với đèn lồng đỏ treo cao.
các hàng ăn, trà quán mọc khắp nơi. Đặt chân đến nơi đây, bạn nên nếm thử chút vị trà vùng cao, thưởng thức những chiếc bánh dân dã và tận hưởng bầu không khí trong lành, se se lạnh lạnh của biển. Ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp nơi đây, du khách đến đây không chỉ thư giãn tâm hồn mà còn được tự mình hoài cổ, trở về quá khứ xưa và những kỷ niệm khó quên. Và địa điểm cuối cùng muốn giới thiệu tới các bạn trong video này, đó chính là Phật Quang Sơn Tự, là ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ Đài, tọa lạc tại thành phố Cao Hùng, được mệnh danh là kinh đô Phật giáo. Du khách đến đây sẽ ngỡ ngàng trước sự nghiêm trang, hùng vĩ và những công trình kiến trúc độc đáo nơi đây. Nổi bật nhất của Phật Quang Sơn Tự chính là pho tượng Phật Quang Đại Phật mang một nụ cười hiền từ cao nhất thế giới hiện nay, là 108 m, được đúc bằng đồng và được đặt ngay chính giữa của quảng trường cùng với hai hàng bảo tháp giống như hai bức tường thành để bảo vệ con đường đến với pho tượng Phật. Đến với Phật Quang Sơn Tự sẽ giúp cho các bạn biết thêm về nét đẹp của Phật giáo, về thế giới tâm linh, sự thanh tịnh hiếm có. Hy vọng rằng với những điểm du lịch nổi tiếng ở trên sẽ giúp các bạn chọn cho mình những điểm thích hợp nhất để làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!